hết. Mấy trong tên là 3 thôi. Ừ. Mùa này hoạt độ cao gấp đôi so với lần trước mà. Chưa là làm nhanh đi, đừng có để lâu. Em đã ăn nhiều lắm rồi đấy. Ăn nhiều à? anh đừng cho em ăn thêm nhiều nữa. Nói đùa ấy, sợ gì? Con này năng lượng rất cao. 4 lần. Con này hoạt động gấp đôi so với cái lần nhà đầu tiên nó lại bằng một nửa thôi, nhưng mà nó lại trong hai cái container. Đây nó dồn vào một container. Đấy mà con xuất luôn. Anh tưởng mà neutron nó bắn sang nó lắm. Nhưng mà đây anh chỉ đo nó còn là 8 sạc trên tốc thôi. Đúng rồi. Neutron nó ra ngoài. Anh quên cái này nha.